Hyundai Santa Fe mới đây đã được chính thức công bố với thiết kế mới hoàn toàn lột xác từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Giờ đây, Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 được phát triển theo hướng một chiếc SUV 7 chỗ với kích thước lớn khiến cho chiếc xe trở nên bệ vệ và hầm hố hơn rất nhiều so với cái phiên bản hiện hành. Một điểm nhấn nổi bật ở ngoại hình của Santa Fe 2023 đó là phần cụm đèn pha với họa tiết hình chữ H vô cùng bắt mắt. Nội thất cũng được làm mới theo hướng tinh gọn và sang trọng giúp Santa Fe như lột xác thành một chiếc SUV hạng sang cao cấp. Trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng mê xe soi trước Hyundai Santa Fe 2023 để xem mẫu xe này có gì mới nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với mê xe. Hiện tại, thông tin giá bán của Santa Fe 2023 vẫn đang được giữ kín. Nhưng theo như những suy đoán của mình thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn số tiền là khoảng 1 tỷ rưỡi. Chưa bao gồm chi phí lăn bánh thì mới có cơ hội để đưa em nó về nhà. Mức giá niêm yết của Hyundai Santa Fe phiên bản hiện hành tại thị trường Việt Nam như đang hiển thị ở trên màn hình. Nhìn vào mức giá này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định giá của Santa Fe mới khi về Việt Nam sẽ rơi vào mức khoảng 1 tỷ rưỡi. Vì mỗi khi ra mắt phiên bản mới thì giá của Hyundai Santa Fe thường tăng khoảng 10%. Thêm nữa, trong phân khúc này, đối thủ Ford Everest cũng đã tung ra phiên bản cao nhất với mức giá chạm ngưỡng 1 tỷ 5. Nên nhiều khả năng khi Santa Fe 2023 ra mắt thì chúng ta cũng sẽ nên chuẩn bị tinh thần là không có mức giá thơm cho mẫu xe này. Qua những hình công bố của Hyundai thì chúng ta sẽ không còn nhận ra chiếc SUV ngày nào khi mặt ca lăng dữ dằn cá mập giờ đã được thay thế hoàn toàn thành một kiểu thiết kế vuông vức mạnh mẽ. Nổi bật ở thiết kế mặt trước của Santa Fe ngoài kiểu dáng vuông vức thì chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều chữ H, chữ cái đứng đầu của hãng Hyundai. Từ cụm đèn pha LED tích hợp hình chữ H đặt chung một khối chữ nhật với lưới tản nhiệt cho đến phần chữ H lớn kết nối cái khối chữ nhật trên với các hốc hút gió tản nhiệt phía bên dưới. Đây là một thiết kế có thể nói là khá khéo léo để thể hiện được dấu ấn của Hyundai, nhưng vẫn đảm bảo chiếc xe giữ được sự nam tính và mạnh mẽ. Thân xe thiết kế đơn giản nhưng đậm tính off-road, thể hiện qua các cái phần thiết kế vuông vức và các cái phần ốp nhựa đen, gợi liên tưởng rất nhiều đến thiết kế của mẫu Land Rover Defender. Các trụ A, B, C được sơn khác màu, gương chiếu hậu nối lên từ cửa xe nhằm giúp người lái có thêm không gian quan sát quanh trụ A. Phần đuôi xe trên phiên bản 2023 cũng được tối ưu hơn so với phiên bản trước. Mẫu xe này sẽ có phần đèn hậu đặt thấp nằm bên dưới logo của Hyundai. Chúng ta có thể tìm thấy điểm nhấn chữ H ở cụm đèn hậu giống y như ở phần đầu của xe vậy. Tuy nhiên, ống xả lại chỉ được đặt lệch ở bên phải khiến cho thiết kế ở phần đuôi có hơi mất cân đối một chút. Một điểm trừ nho nhỏ trong thiết kế mới của Santa Fe 2023. Thông số kích thước của xe vẫn chưa được công bố chính thức nhưng qua những hình ảnh đầu tiên, chúng ta đều có thể cảm nhận Hyundai Santa Fe mới đã được phát triển lớn hơn, to hơn như thế nào. Hãng xe Hàn Quốc có lẽ cũng không hề giấu giếm ý định của mình khi mong muốn một mẫu SUV hạng D có kích thước lớn, mang nhiều dấu ấn cũng như là ấn tượng để mỗi khi khách hàng nhìn vào đều biết rằng đó là xe của Hyundai. Điển hình đó là những thiết kế chữ H được nhà sản xuất cài cắm trong thiết kế của mẫu xe này. Không biết do vô tình hay có chủ đích nhưng chúng ta có thể dự đoán Hyundai Santa Fe sẽ có tùy chọn động cơ 2.5 lít tăng áp khi mà ngay cả trong tấm ảnh chụp mẫu xe này có thể thấy rõ logo 2.5T ở phần đuôi xe. Điều này ám chỉ nhiều khả năng sẽ có tùy chọn động cơ là 2.5 lít tăng áp, 4 xi lanh cho ra công suất 277 mã lực và mô men xoắn 422 Nm như đang sử dụng ở trên phiên bản hiện hành tại các cái thị trường lớn. Một biến thể plug-in hybrid cho ra công suất 261 mã lực cũng sẽ được bán ra tại thị trường Bắc Mỹ và hệ dẫn động 4 bánh hatchback cũng sẽ xuất hiện. Nhiều khả năng khi về Việt Nam thì các tùy chọn động cơ sẽ được rút gọn lại chỉ còn 2.5 xăng hút khí tự nhiên hoặc là 2.2 dầu như ở trên các cái mẫu Santa Fe hiện tại. Hyundai Santa Fe 2023 không chỉ được nâng cấp ở về bề ngoài, mà ngay cả khi chúng ta bước vào bên trong khoang nội thất thì nhiều người cũng sẽ phải choáng ngợp khi mà giờ đây cái khoang nội thất của Santa Fe đã được lột xác hoàn toàn. Giờ đây, chúng ta đã có một phần màn hình hiển thị thông tin người lái tích hợp cùng với cả màn hình giải trí, được nối liền và đặt bên trên mặt táp lô. Không còn những nút bấm phức tạp nhìn có phần rối mắt ở yên ngựa của cái phiên bản hiện hành, mà thay vào đó yên ngựa trên Hyundai Santa Fe 2023 được làm tối giản hơn rất nhiều. Khu vực này giờ chỉ còn phần màn hình điều chỉnh điều hòa này, 4 hộc để đồ cùng với một vài cục sạc Type C ở phần yên ngựa cũng như là sạc không dây cho điện thoại. Vô lăng to 3 chấu với thiết kế làm mình nhớ ngay đến mẫu Defender của Range Rover. Mình tìm mãi ở trong cái khoang nội thất của Santa Fe 2023 nhưng mà vẫn chưa thấy cần số ở đâu. Nên theo như mình suy đoán thì có thể cần số của Santa Fe sẽ được đưa lên trên vô lăng giống như cách làm trên các cái dòng xe của Mercedes. Thông tin về trang bị an toàn vẫn đang chưa được tiết lộ, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về độ hào phóng của các cái option của nhà sản xuất Hàn Quốc. Chắc chắn chúng ta sẽ có gói an toàn chủ động Hyundai Smart Sense, nên có chăng ở phiên bản mới này thì chỉ có thể bổ sung thêm một vài túi khí này, khung gầm được cải tiến và tối ưu cũng như tinh chỉnh gói an toàn chủ động. Hyundai Santa Fe 2023 ra mắt với nhiều người sẽ là cái cảm giác thích thú, hào hứng khi mà giờ đây mẫu xe này đã hoàn toàn lột xác với ngoại hình mạnh mẽ, bề thế và rất nam tính. Nhưng cũng có nhiều người mình nghĩ rằng sẽ buồn đôi chút khi mà vừa mua Santa Fe phiên bản Facelift 2021 đi được có 2-3 năm đã thấy thông tin ra phiên bản All New
Mà cái buồn hơn nữa là cái phiên bản 2023 All New này của Santa Fe có thể nói là đã lột xác hoàn toàn trong bộ nhận diện thương hiệu cũng như là trong ngôn ngữ thiết kế. Anh em mua Santa Fe 2023 mà chạy ngoài đường hoặc đặt cạnh Santa Fe đời trước thì chắc chẳng ai dám khẳng định đây là một chiếc Santa Fe cả. Tất nhiên, thay đổi để đẹp hơn không hề sai, Hyundai Santa Fe 2023 cũng tương tự như vậy. Mẫu xe này mang đến những cái nâng cấp hứa hẹn làm hài lòng nhiều khách hàng hơn với ngoại hình đột phá, khoang nội thất tinh gọn, sang trọng mà mình đánh giá là đẹp và hoàn thiện hàng đầu trong phân khúc. Vậy anh em nghĩ sao về Hyundai Santa Fe 2023? Anh em đánh giá thế nào về những cải tiến và nâng cấp của mẫu xe này? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm nút like, share cũng subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Mê Xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.